Hello mọi người, trên lần đầu tiên được đến một cái mall, inside mall mà nó rất là đẹp, rất là sang, you know, và dành cho những người người giàu có xung quanh cái khu vực condo này, khu vực biển. Ok, sau so, muốn quay cho mọi người coi vậy đó.